Ok, chúng ta sẽ đến với xê đấu. Vâng, chúng ta sẽ đến với xê đấu thứ hai và trận đấu đầu tiên. Vâng, Quân rất hay nha. Bên bạn hai kata, nhưng bên mình thì cũng chả đẹp gì. Mạnh Hào cầm Greg, Chim Sẻ cầm Choson. Ô thôi xong rồi. Nhưng mà đây là cái mỏ quà của Chim Sẻ. Mỏ quà nó nó khá là đẹp. Người ta gọi đây là mỏ quà đôi. Mỗi bên 3 cây. Vãi quả. Và cái kèo này đấy, con cho son lại là con mạnh nhất. Nhưng khả năng cao bên bạn sẽ có một turn. Vâng, Linh Quang Bồ Đáo. Sẽ có một người Linh Quang Bồ Đáo trong trận này, tôi tin là như vậy. Chúng ta cùng xem Mạnh Hàng một chút. Quả sẽ xấu. Thì họ chỉ còn mỗi cái cửa ấy thôi, chứ họ còn cửa đâu. Chả lẽ cho son với cả pan đánh phát triển đây gì à? Bên bạn không thể đánh phát triển khỏe nhanh đâu mà đòi đánh phát triển ở nhà thắng sẻ được, đúng em? Mạnh Hào tiếp tục có hai voi này. Ngày hôm nay thì buổi chiều Mạnh Hào cũng chả thiếu mấy, nhưng mà đỏ cho Mạnh Hào được tôi cộng. Chiều nay cộng mấy cái ông trẻ trẻ của game vì gãy hết lưng. Chị coi sắp đi rồi nên tinh thần cũng không được cao. Ông vừa đánh vừa ngủ. Ừ, chứ chuẩn ra ngày hôm nay mà Chip Boy mà thi đấu mạnh hạng thi đấu có khả năng chiều ngày hôm nay thắng 4-0, à thắng 9-0 đấy, chứ không phải là thắng 9-4 đâu. Vãi cả lâu lâu mới thắng, anh thắng liên tục mà. Em không biết à? Không phải bịa, không phải bị ai chăn mà em hiểu nó không chăn được nhá, hiểu không? Anh Nhân Hoàng nó cũng khéo, Trần Thị khéo. Vâng, ba con voi dành cho game thủ Chim Sẻ, áp dụng dành cho game thủ Mạnh Hào và có thêm quả phụ luôn. Quả phụ 6 cây, ui đẹp quá. Phải chăng sẽ là một trận 2-3 dần? À! Đứng lại thi đấu thì không chết. Đứng lại thi đấu tôi nghĩ là không chết. Nhưng mà chạy thì là chết rồi. Vâng, người ta có câu là húc kẻ chạy đi chứ không ai húc kẻ chạy lại. Đấy, từ đấy đứng lại thì sẽ được hưởng sự khoan hồng đến từ con voi. Đây là chiếc nhà BS dành cho Mạnh Hào. Bàn này 22 dân chắc. Đồ ăn như này là đã đủ. Khi mà quả phụ là 6 cây. Màn hình máy khác. Màn hình máy của game thủ Chim Sẻ. Cho son. Cho son quả rất sâu. 20 dân. Mạnh Hào 22 dân như vậy. Sẻ chậm 3 dân ở trong trận đấu này. Mạnh Hào còn chết 1 dân mà. Chết 1 dân mà vẫn nhiều hơn Sẻ tới 2 dân. Trận này sẽ một trận đấu mà cặp đôi của Genji sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta vẫn luôn biết rằng Chim Sẻ là người mệnh danh là người đánh phủ hay nhất Việt Nam. Và ăn chung với game thủ về lớp. Sẻ ăn chung với lớp. Đủ đồ hay chưa? Vâng, như vậy là hai quả phụ. Đồ ăn đã đủ. Vâng, quả đầu sâu 25 dân và sẽ phải sang, chắc là sang đầu 9 mới kích được. Đầu 9 mới kích được đời 2. Và như vậy là S2. Và như vậy Mạnh Hà vừa nằm con xuống con đồng dân thứ hai của mình ở trong trận đấu này. Mạnh Hảo đang bảo là không làm sao nó cũng ra cắn mình. Súc sinh. Như vậy là bài 26-2 dành cho người cầm Greg. Nhưng mà bài Greg này vẫn khỏe. Chết 2 dân nhưng vẫn cứ khỏe. Thế nó bị ghê. BL và MM vẫn trong đầu 10. Vâng, trận này mà không chết 2 dân thì là siêu siêu khỏe. Mười hai mươi sáu.
Vâng, xin chào bạn Sĩ Đàm Công. Bạn có cái tên nó khá đặc biệt. Mình sẽ nhớ tên bạn nếu như bạn gửi cho mình tầm 10.000 sao. Ngựa giò sẽ là công giáp dành cho Hào. Màu ba hay là màu vàng. Như vậy có một cái giếng của màu ba. Khả năng hai nhà bên bạn gần nhau nhá. Và nằm ở 6 giờ. Vâng, tôi đoán thế thôi, không biết có phải không. Chip Boy sắp rời Game TV hả? Đúng rồi bạn ơi. Ngày mai sẽ là kèo cuối cùng mà Chip Boy thi đấu ở trong màu áo của team Game TV. Như vậy là Mạnh Hào quyết định đánh một bài tương đối dị. Đó là 2L. Thường thì những cái bài mà gặp toàn những quân chém như thế này, người ta sẽ đánh cái bài đó là 1L và 1P. Thậm chí là bài 1L và nhiều P. Mạnh Hào vừa đổi một con ngựa giò công giáp đủ lấy một dân. Không biết có lấy được một dân không nhỉ? Như vậy lấy được một dân. Tơn thứ hai vẫn cứ là đều. Còn không biết ai là người đánh cung hào một áo dành cho bên bạn. Màu 3 là người đánh chém rồi. Màu 3 Hoàng Minh Nhi là người đánh chém. Không biết là Vlog có đánh cung hào một áo không? Hay sẽ là đánh chém? Cái bên này thì sẻ đang bị chọc. Vâng, sẻ đang bị game thủ Hoàng Minh Nhi chọc. Hoàng Minh Nhi chỉ đánh con ngựa giò không có công và cũng chả có giáp. Sẻ đánh bài cung A thủ phủ và bị cung tê công. Rất may là con giò không có giáp, cũng chả có công dành cho game thủ Hoàng Minh Nhi, nên nó khá là yếu. Vâng, quay trở lại game thủ Mạnh Hào. Vâng, bài chết hai dân và dùng giò công giáp để đổi một con ông dân của đối phương. Nhưng bây giờ thì lại là tơn chém tốt đến từ Mạnh Hào. Một pha lọt vào nhà về lớp. Về lớp chưa có bánh xẻ. Về lớp vẫn đang điều con cung tê với game thủ chim sẻ ở cánh biên này. Vâng, chết vì một con cung tê, nó là cái chết nó rất là tê tái và nó không hề êm ái một chút nào cả. Vâng, tiếp tục là ra ruộng dành cho sẻ. Có lẽ rằng Hoàng My đang người thủ phủ. Anh nghĩ chút kia hở nhá sẻ nhá. Bây giờ mấy cái e đấy. Qua trái Mạnh Hào này. Như vậy là được thủ phù cho dành cho game thủ Hoàng Minh Nhi. Nhưng Hoàng Minh Nhi phù hơi đen. Anh chưa phù được con chém nào đến từ game thủ Mạnh Hào. Vẫn chưa được. Và vẫn chưa được. Ba con phù không phù được con chém nào. Tôi cảm tưởng đây rằng đây là chém Max C chứ không phải chém của Greg nữa. 2 BP được xây sang để thủ cho game thủ Vlup đến từ game thủ Hoàng Minh Nhi. Nhưng đối bạn quýt rồi. Bằng pha phù gọi đen mắc bình công nghệ dành cho Hoàng Minh Nhi. Và một bài Mạnh Hào đánh cực lỗi. Bài đáng nghĩa ra là 10 sớm 2L bánh xe và siêu siêu khỏe. Nhưng Mạnh Hào đánh ra kiểu bằng chết hai dân xong rồi còn yếu yếu. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không quan trọng lắm. Vâng, cái quan trọng là cái tơn chém Mạnh Hào là nó hiệu quả. Chứ tôi cũng không quan trọng là lên đời sớm hay muộn. Không quan trọng là chết dân hay không. Chém hiệu quả là được. 1-0 trong C2 dành cho Game TV.